Nào các bạn ơi, có ai không vậy? Quay đầu là bờ ăn cơm với bà, với ông anh. Ông anh không ăn bò lúc mắt, mình ăn cơm xương. Rớt trâu dữ vậy ta ca. Dòng xung quanh đây có mình ông anh người Việt ở đây à, ông chồng ở đây à. Xíu à, quýnh mấy thằng Tây, mấy thằng Mỹ đang chạy tá lả không sang hả? Đi làm nhà hàng Tây mới về các bạn ơi, lâu quá à. Làm từ 5 giờ sáng tới giờ. Để nó bụng nhân cơm. Mở không? Mở không? Không. Còn thử miếng ăn. Dạ. Miếng bự luôn đi ta. Hả? Miếng bự kìa. Nó cơm sườn. Đây là năm. Không có năm hơn rồi, không có quay đầu là bờ nói tiếng Việt cho bà con nghe. Ở đây người Việt có ai đâu. Rồi đã gan ớt dữ vậy, không có chạy không kịp á. Họ lúc lắc một đống ớt luôn. Bốn giờ thức dậy đi làm. Mình nhà nhà hàng Tây á, ăn con đầu tới ý cũng ngán. Ngán cái bà này không có lẩm cái gì luôn á, đói. Đói xanh mặt luôn cái này. Sống ra gặp ông anh rủ, ông anh hỏi ông anh vô rủ ông ăn luôn. Không, sau lưng là mấy tay đang cũng ăn chơi gì đó, cũng như chim mì chưa. Mà đỡ con cái mình chưa đến nỗi homeless. Trời thương. Nói là sao? Đói quá rồi ta. Đói không? Thiệt đừng làm. Làm trà nhà, cái nhà hàng trà bá lửa gì đó. Quay đầu hết nổi rồi đại ca. Hồi đại ca nào có thử có thử cay chưa đại ca? Có thử cay không? Có thử chưa? Không cay luôn hả? Mình chơi một lần nữa. Không hối hận. Không hối hận, không hối tiếc. Thừa phải không? Nhiều khi không đó mà chơi đâu luôn rồi. Thằng ăn cơm vừa chơi vừa kêu trời chúa. Cháu thằng kia. Cháu thằng kia nó bán nó bán cho mình tết mình kêu nó bán. Là nó bán. Mình biết là không phải cháu của nó. Mà mình thấy nó bán hết 200 bạc. Yeah. That one is the best. Ừ.
qua ngày sau mấy em đi làm cái nó chỉ mấy thằng đó, thằng chủ chó đó, chó mày đó, thằng đó làm nhà hàng nó vô nó chở mình biết, mình cũng biết là chó ăn trộm rồi phải không, mình cũng biết là nó nói là thằng chủ chó đang ngủ rồi, chủ chó kêu nó bán, mình cũng biết đấy. Mà được cái là đầu lắp đi hả? Chóp cái đẹp lắm, chóp bóp. Cô 200 bạc nữa, nó 200 ngon lành. Qua ngày sau sáng sớm rồi thấy mấy đứa đứng gõ cửa. Chỗ nhà hàng đòi chó lại. Mình biết mình mua chó chó của người ta không phải chó của nó rồi. Trả hả? Trả là đâu có giận hờn gì đâu, có chửi gì đâu, không nói gì trong lòng luôn, không có giận hờn, mình biết. Để yên gì vẫn yên ổn nè, nhỏ này nè. Gặp nó vẫn chào hỏi đàng hoàng chứ không đòi. Cái qua cái tuần sau gì đó, khoảng tuần sau mới đi làm về nhìn chiếc xe còn nát, còn nát cái đầu xe luôn, sao ngộ vậy? Xe lúc đó mua có 1 chiều à, ngộ quá mua có 1 chiều à, tính đem đi dục mà đem điện để, cho mấy anh kia là lấy rồi bỏ là free rồi. Cái tại sao không ghé vô lên trong phòng ghé hỏi thử coi. Thấy xe đâu, thấy xe đâu bị đụng, bấm ai lên báo gì không? Mà có con nhỏ đó, hỏi ai báo gì nó chỉ nhỏ đó. Nhỏ nó ngồi nó hút trên cái đường đi nhìn ra làm sao có thôi á. Có thấy, nhỏ biết cái xe của mình, nó báo. Thấy không? Coi như là nó gạt mình 200, mình không có giận hờn, mình không có tức. Mình lấy trả rồi mấy ngàn bạc cái xe. Trong lo dục rồi. Cold turkey never look back, boys. I don't know, Princess took off on me and everything else. Yeah. Have a case of cold water that you guys can eat. Have one. Thank you.
Hello, hello. Good afternoon. Old turkey never looked back here. Mấy bà này cũng tưởng là mình dân đây dân. Well, that's good for you. You guys are needing anything from Outreach? No, he's good. You okay, Lou? Huh? Lou, you okay? Easy. You can hear him. Cái vụ này thật cho đã qua Chúa bởi vì nó còn sống phải biết gì hồi xưa ở bên này không thời gian không chấp ấy xong rồi đó lắp này ấy là thôi phổi lại ăn đi ca.
fucking try to wear wigs and then back of their hair looks like a rat's nest. Good. No, because it's soaking up all the fucking water. Hey, you're gonna pour a water on you. It's soaking up, but it's gonna hit everybody. Hey! Oh, yeah. God, it's raining. My hair's clean, bro. It's I know, but it's raining. Hey, wait, girl, keep the dirty water over there. There's not no dirty water. Yo, listen, my hair is clean, eh? And yo, listen, why don't you turn your fucking head to stop watching okay, me? Stop why it why up. Okay, stop it up. Okay, what the fuck? I'm trying to clean. I'm free to go anywhere. Stop it, guys. All right, right here, yo. But you can go elsewhere, but like bullshit. You paid for it. Go please. Fuck yourself, bitch. Go fuck yourself. What the fuck you talking about? Yeah, pussy clot. Yeah, pussy clot. Wait, what? You shot that? Yeah? Bitch. You gonna pop your trunk? Don't bother me. You gonna pop your trunk in a second? Huh? You gonna crush some bones? Shut the fuck up, bro. But what are you gonna do about it? Yeah, wipe it off. Can't even afford a real squeegee. Where'd you get that fucking Dollarama? Yeah, hide it, cause it's not even a squeegee. Don't talk to yourself. Yeah, you're driving a Mercedes and you're wiping it with a cloth, bro. Oh, sorry. A Mercedes. Sorry. Like the ugliest Mercedes, the ugliest BMW there is. Quay lại đầu chọc lắp luôn cả trời. Kìa chứ từ hồi cái đầu mình không còn đó là bỏ hết những cái gì xưa kia. Bỏ qua bên đó. You're the one watching me like a pervert. Watching you. Yeah? You know what? This was the cleanest thing that ever touched your fucking car, you idiot. Oh, now I'm a rat. And next thing you know, you're gonna call me racist too, right? All of a sudden, I'm racist too, right? Go elsewhere, you think. Chào các bạn. Trời ơi. Exactly. So don't talk to me. Why are you watching me? Why are you like fucking watching you? Who are you to watch? Thằng này thôi. Thằng này đi rồi. Nhỏ kia cũng đi rồi.
đây nè, ra bên đây cho coi cái này. Đó, cái đó ba thằng ở bển này là chơi cái món ruột của mình hồi xưa đó. Một hơi cũng phải là... Một hơi hồi xưa chơi ít nhất cũng phải 20. Nó chơi thôi, bây giờ mình bỏ được rồi, mừng quá. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật thôi, bye các bạn ơi.